Khi chất lượng cuộc sống ngày một nâng cao, nhu cầu được cung cấp thông tin về nơi mình sẽ sống không chỉ dừng lại ở quy hoạch, mức độ xây dựng, thiết kế, cảnh quan, tiện ích, giá bán, phương thức thanh toán, thời gian giao nhà, dịch vụ quản lý, vân vân, mà còn là chất lượng môi trường sống, bao gồm cộng đồng dân cư sẽ sống trong công trình ấy. Câu chuyện kiến tạo cộng đồng nhân văn, một giá trị vô hình nhưng hết sức quan trọng đối với cả bên mua lẫn bên bán nhà, đang được chủ đầu tư khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown tiên phong thực hiện với tất cả sự nỗ lực và trân trọng. Midtown là khu phức hợp đầu tiên được liên doanh giữa Phú Mỹ Hưng và ba công ty bất động sản hàng đầu Nhật Bản, gồm Daiwa House Group, Nomura Real Estate Group và Sumitomo Forestry Group. Giai đoạn 1 của Midtown đưa ra thị trường vào cuối tháng 2 2017 và được đón nhận nồng nhiệt với 1.600 thư đề nghị mua căn hộ, 800 người được mời tham dự sự kiện, 309 sản phẩm mở bán và 100% căn hộ đã có chủ. Tọa lạc trong đô thị tầm vóc quốc tế, quy hoạch để trở thành biểu trưng của sự tinh hoa, tiện ích đẳng cấp vượt trội, an ninh khép kín, số lượng hữu hạn và chỉ xuất hiện duy nhất một lần tại Phú Mỹ Hưng là những yếu tố mang đến cho khu phức hợp cùng lúc cả hai giá trị, lý tưởng để ở và thuận lợi để đầu tư. Theo đó, 70% khách hàng chọn mua Midtown để ở, 18% đầu tư cho thuê và 12% đầu tư mục đích khác. Một con số cũng hết sức ấn tượng, 80% khách mua là người Việt Nam và 20% là người nước ngoài. Với nhóm khách ngoại, ngoài các yếu tố trên, cộng đồng cư dân đa quốc gia đang sinh sống tại đô thị với số lượng đông nhất cả nước là lý do thuyết phục hoàn toàn những khách hàng quốc tế. Mãi lực đến từ cư dân sống trong Phú Mỹ Hưng chiếm 36%, các quận huyện trong thành phố Hồ Chí Minh là 49% và người mua từ các tỉnh thành cũng như các quốc gia khác là 15%. Đáng nói, tại thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng chuyển dịch nơi ở về Phú Mỹ Hưng. Cụ thể trong 49% thì khách mua từ quận 1 và quận 3 chiếm đến 10%, các quận 2, quận 5, quận 9, quận 10, Bình Thạnh, Tân Bình, v.v. và khu Nam thành phố chiếm tỷ lệ còn lại. Độ tuổi khách mua Midtown tập trung vào 4 nhóm: dưới 30 tuổi, từ 31 đến 40 tuổi, từ 41 đến 50 tuổi và trên 50 tuổi, với tỷ lệ tương ứng lần lượt là 5, 30, 37 và 28%. Chiếm phần lớn nhóm tuổi từ 31 đến 40 là thế hệ cư dân thứ hai của đô thị Phú Mỹ Hưng, với mong muốn tận hưởng không gian sống chất lượng toàn diện và vẫn được ở gần để tiện chăm sóc các thành viên trong gia đình lớn. Đáng chú ý, trong bức tranh cộng đồng Phú Mỹ Hưng Midtown có đến 92% khách hàng hiện làm việc trong các ngành nghề công nghệ thông tin, máy mặc, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, thương mại, bán lẻ xuất nhập khẩu, v.v. 20% trong số này là chủ doanh nghiệp, tiếp đến là chuyên viên cấp cao và quản lý. Người mua là hưu trí và nội trợ chiếm khoảng 8%. Trên nền tảng hạ tầng kỹ thuật, xã hội chuẩn mực, Phú Mỹ Hưng Midtown được thành hình từ sự chung tay của những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, quy hoạch, kiến trúc, thiết kế, cảnh quan. Ngay trong khu phức hợp là địa danh tuyệt sắc, công viên hoa anh đào Sakura Park lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Sự tổng hòa các giá trị hữu hình, sản phẩm thật, giá trị thật, sức sống thật cùng với cộng đồng dân trí cao đưa Midtown trở thành một kiệt tác vượt qua mọi chuẩn mực để vang danh cùng thế giới về một khu phức hợp xứng tầm đẳng cấp tinh hoa. Và một quy luật bất biến, không ai khác ngoài những chủ nhân của Midtown sẽ được tận hưởng trọn vẹn cả chất lượng không gian sống lẫn giá trị tài sản gia tăng theo thời gian. Phú Mỹ Hưng Midtown, thiên đường cuộc sống.